Hi, chào mọi người nha. Ở video này thì em có một cặp máy sưu tầm đẹp Echo 3 4 số nha. Hai con Echo 3601 đời 4 số. Này là hàng chưa dọn chưa vệ sinh đâu gì hết nha. Về vệ sinh ra nó màu cam đẹp lắm mọi người. Cái con này ấy giật hơi rất là nhanh nha. Em nói em đã giật rồi, giật hơi rất là nhanh mà do cái lò xo nó bẩn ấy, nó thu lại kém. Nó thu lại kém thôi, rất là nhanh, nó thu lại kém thôi. Về vệ sinh ra thì nó sẽ giật lại bình thường thôi. Đế cực kỳ đẹp à, mặt tiền quá đẹp. Về vệ sinh ha, này thì nó bẩn chỉ là gì đó. Đây xích cực kỳ dày, làm này, làm trượt này. Wow, cái bản latin như mới luôn. Đây mọi người, quá đẹp. Là Metro Jean nha, chua cái latin của nó tuyệt vời mọi người. Rồi con số 1 này, con số 2 nha, cũng là đời 3-4 số nha. Này thì cái trắng này nó bị bể phía trước ha, trắng rất đẹp mọi người, quá đẹp. Làm chuột này mọi người, xịn sò luôn, xích tuyệt vời, quá đã. Này là đế mới nha mọi người, đế mới ở chỗ mới luôn, đế ở chỗ mới. Ui thôi, ôi cái dây giật này mọi người, đây chim ngưỡng dây giật này ha, như mới luôn. Ok, quá đẹp, lâu rồi mới có được một cặp bốn số đẹp cỡ này, làm trượt nữa chứ. Này làm này chắc là 5 tấc 5 tấc rưỡi. Hai con này ấy, giá một con là 1.750.000. Nếu mà mọi người mua cái cặp này luôn á thì em sẽ để cho 1.700.000 một con nha. Nếu mua cặp một cặp luôn là để cho 1.700.000 một con, là bớt 50.000 á. Còn nếu mà mua rẻ một con ấy thì giá nó là 1.750.000, không bao ship nha mọi người. Rồi nghe kỹ nha mọi người ha, hai con này rất là đẹp đời 4 số. Rồi chào mọi người nhé. Chứ mà mấy con này mọi người mua nó dọn lên giá làm gì có cái giá dưới 2 triệu đâu. 2 triệu rưỡi trở lên, 3 triệu còn không rẻ đâu.